Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Máy bên em cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều. Bác chị em thời gian qua cô bác chị em đã theo dõi kênh tin máy của em thì cũng như là mua máy ủng hộ bên em nha. Và cũng cảm ơn cô bác chị em một lần nữa là cô bác chị em đã lựa chọn kênh YouTube thì máy tư hòa hảo để cô bác chị em xem để tìm hiểu thêm nhiều động cơ. Thứ nhất, cái thứ hai là mua máy ủng hộ bên em rất là nhiều, em rất là cảm ơn nha. Thì chủ đề hôm nay là em quay cho bác chị em tham khảo cái động cơ Isuzu. Em này là E383 bác chị em. Em này E383, em này là 0.831, thì con này quanh quẩn rồi đó là khoảng 18 ngựa mấy em, 18 ngựa nha. Em này máy nguyên kim nguyên bản mấy em ha, coi dầu ha, nó mớp mớp cho mình chút xíu ha. Được cái là con này giá thành nó rất là mềm đó. Thì em cũng nhờ các bác chị em ủng hộ cho nên bên em cũng có sự nghiệp như ngày hôm nay, cũng có chén cơm manh áo, cũng rất mang ơn quá chị em gần xa đã ủng hộ thời gian qua cũng như là thời gian gần đây. Đó. Thôi bây giờ em để cho quá chị em xem có nó chạy như thế nào nhá. Rất là đã quá chị em nha. Đó vậy em lắm. Em nha. Tắt máy không? Tắt thì sao luôn, chỉnh máy không? Em này nó có cái bơm mấy em, cho nên mình chạy lâu đôi khi nó hư cái bơm của mấy em ha. Thì máy thì nói chung cái địa mà chạy gì thôi. Thật sự ra là nhưng cam kết của mấy em là máy bên đây là xuất sắc rồi, không có gì để bàn cãi hết đó. Vậy khi có cái bơm mình chạy hơi lâu cái nó cháy bơm ổn, khi có bán cho em về chế này chế kia cái nó cũng không có được. Đây có bán cho em xem video của em mà có cho em thấy bên em bán máy của bác cho em hài lòng thì có bác chị em mua ủng hộ giùm em nha, em rất là mang ơn. Thì cô bác chị em ơi, máy này em bán cô bác chị em 9 triệu nha, cô bác chị em có mua thì ủng hộ giùm em 9 triệu đồng đó. Rất là hợp lý của bác chị em nha, 18 ngựa giá 9 triệu ha, rất là êm. Rồi em cảm ơn cô bác chị em nhiều lắm nha, hẹn gặp lại cô bác chị em video tiếp theo nha.